Chúng ta sẽ cùng với Đức Phật Tràng Channel, chúng ta sẽ vào trong đền. Nhưng mà bên tay trái của đền đây thì có cái nơi để chuẩn bị lễ vật nha, để vào viếng. Còn đây là cái khu vực mà cầu nguyện. Phía trong thì mới là đền chính. Bây giờ chúng ta cầu nguyện ở đây trước. Chúng ta quan sát ở cái tòa nhà đầu tiên đây. Thì đây ở giữa thì chúng ta có gian thờ của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Bên tay trái từ ngoài hướng vào thì có ban thờ của Bà Chúa Sơn Trang. Còn khu vực bên đây đó là bên ta phải từ ngoài hướng vào, đó là ban thờ của Triều Trần. Chúng ta thấy gian giữa này thờ chung gọi là ban cộng đồng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng phía sau nha để đến với cái nơi thờ chính của Thánh Mẫu. Đây là cái nơi để người ta xin sớ cầu an, cầu lộc. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang cùng với Đức Phật Tràng Channel, chúng ta đang viếng chiêm bái cái điện chính đền Thánh Mẫu Liễu Hạnh ở tại khu vực của Đèo Ngang, tỉnh Quảng Bình, và đây là cái gian thờ chính về Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Bên tay trái của gian thờ chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh từ ngoài hướng vào thì ở đây chúng ta có một cái gian thờ nữa. Đây là gian thờ Chầu Bà. Kế bên thì có ban thờ Mẫu Đệ Tam. Từ ngoài hướng vào bên tay phải của điện thờ chính Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì chúng ta có các ban như là ban Bà Chúa, tạm giả
và bàn thờ mẫu đệ nhị. Quý vị và các bạn thân mến, thì ở khu vực ngay khu vực đèo ngang này thì nó thuộc của đèo ngang thôn Vĩnh Sơn của xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Và nguyên theo cái tích từ thời xưa của hậu Lê thì công chúa Hồng Liên, tức là con của Ngọc Hoàng, vì đắc tội nên đã bị phạt giáng xuống trần tới 3 lần. Lần đầu thì vào tháng 3 năm Quý Sửu, và hóa thân thành là Phạm Tiên Nga, là con của nhà Phạm Huyền Viên và bà Đoàn Thị Hằng ở phủ Nghĩa Hưng, trấn Sơn Nam, Nam Định ngày nay. Bà đã làm việc thiện để giúp dân, giúp đắp đê ngăn lũ Đại Hà và làm đê Ba Sát nối với phủ Dày tới đền của Quảng Cung, cất 15 cây cầu đá khởi nguồn cho tới tưới đồng ruộng, dạy trẻ chăm già, vân vân. Dựng chùa nhà thờ Quán Thế Âm Bồ Tát và cha mẹ ở đất Kim Thoa, tu sửa thờ họ và phạm của cha ở thôn La Ngà, La Ngạ. Đêm mùng 2 tháng 3 năm Quý Tỵ thì bà về trời. Đó là cái tích về lần giáng trần đầu tiên của bà. Về cái tích thứ hai thì là vào năm 1557, đời Lê Thiên Hữu, bà giáng trần làm con gái của ông Lê Thái Công. Bà là Trần Thị Phúc, nay là thôn Kim Thái, huyện Vũ Bản, tỉnh Nam Định, gần với quê xưa, và đặt tên là Lê Giáng Tiên, kết duyên với ông Trần Đào Lan, sinh ra con trai đặt tên là Nhân và con gái tên là Hòa. Đúng ngày mùng 3 tháng 3 năm Đinh Sửu, đó là năm 1577, thì thời Lê Gia Thái bà mất đến khi 21 tuổi, nay mộ còn trong lưu giữ ở tại phủ Dày. Dù đã về trời nhưng mà vẫn thương nhớ cha mẹ và chồng con, vậy nên Ngọc Hoàng đã ra lần thứ ba cho bà về gặp gia đình và đúng kỳ giỗ mãn tang. Mừng vui thì bà đã hết lòng chăm sóc con cái và tiếp thu với việc nhà, và lại nghe theo lời của Lê Cảnh Trị. Năm 1668, bà gặp lại ông Trần Đào Lan, khi đó đã tái sinh là Mai Thanh Lâm, mà sinh ra con trai tên là Cổn, còn ghi lại sự tích tại đền Sòng Sơn Thanh Hóa. Và đặc biệt nhất là cái kỳ tích vào đời Lê Thái Tổ, tức là năm 1385 đến mà năm 1433, thì bà hiện thân làm cô gái bán quán nước ở chân đèo ngang Hoành Sơn này. Thì lời là nói rằng là có cái người đẹp nhan sắc chim ca sa cá lặng ở nơi đây, ở cái vùng đất mà nó hơi heo hút, cũng như là luôn trấn giữ kẻ ác, làm cho nhiều người phải biết đến bà và si mê. Vua cha đã cầu đến 18 vị kim cương mới bắt được bà, xong đã tỏ tường về sự bên trên của bà, nên là quy y ở tổ Phật. Dân gian và các đời vua suy tôn bà là mẫu nghi thiên hạ, mẹ của muôn đời, bà Chúa Liễu là thánh mẫu Liễu Hạnh. Bà ghi dấu sự hiện diện khắp muôn nơi, ở chùa Thiên Minh Lạng Sơn,
hay là đền thờ Mẫu ở Đồng Đăng, Lạng Sơn, rồi Phủ Giày, Tây Hồ, Hà Nội, đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh, ở Phủ Giày, ở Quảng Cung, rồi đến với đền Dâu, đền Quán Cháo, đền Sòng Sơn, đền Phố Cát, đền Chợ Viền. Nơi đây thì đền thờ Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh tại Đèo Ngang, thôn Vĩnh Sơn này đó. Thì đây là chứng tích ghi dấu ở nơi mà sớm nhất về cái phương Nam mà bà đã có mặt ở tại trên đất Việt này. Vào ngày giỗ của bà đó thì vào ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm. Nên là vào những ngày mùng 3 tháng 3 âm lịch hàng năm thì người dân người ta đã tập trung về đây để chiêm bái viếng bà rất là đông. Chúng ta thấy trong khu vực của chính điện thì hình tượng thờ như là tứ linh gồm có Long Lân Vi Phụng, hay là tứ phủ thì có cầm kỳ thi họa, tứ quý thì gồm có tùng trúc mai sen và nhiều cái biểu tượng của cúc hóa long, mai hóa long, tùng hóa long vân vân, rất là nổi bật. Và đây thì còn có một cái điện thờ nữa. Chúng ta sẽ lên cái điện thờ này nhé. Đây là cái gian thờ của ban mẫu cửu trùng thiên. Vào đầu năm mới Xuân Canh Tý năm 2020, rất là vui mừng, hoan hỷ được chiêm bái những cái nơi tâm linh thế này. Và rất cảm ơn toàn thể quý vị các bạn đã dành những thời gian quý báu của mình để xem và lắng nghe hết cái video này. Hy vọng rằng là sẽ mang đến cho quý vị những cái điều may mắn, hạnh phúc trong một năm Xuân Canh Tý 2020. Mong quý vị cùng bấm like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Và hẹn gặp lại những video kế tiếp.